xin chào anh chị ạ. Cảm ơn anh chị đã xem video của em. Em là Lệ, nhân viên tư vấn cửa hàng xe máy An Thành Phát. Hôm nay thì em sẽ cập nhật giá xe cuối tháng 6 một số dòng xe xe ga của Honda nha. Đây là dòng xe cao cấp nhất của Honda là SH. SHi thì hiện tại bên cửa hàng em đang có đầy đủ hai phân khúc là 125 và 150 nha. Em đi qua báo giá cho mình về phân khúc 125 trước đi ạ. Về 125 thì bên cửa hàng em có bản CBS với mức giá là từ 87 triệu. Còn bản ABS mới mức giá là từ 96 triệu. Còn phiên bản 150 hiện tại thì giá dao động ở mức giá là 105 triệu với phiên bản CBS. Còn bản ABS thì hiện tại bên cửa hàng em đang hỗ trợ anh chị giá là từ 125 triệu nha. Phiên bản đặc biệt là phiên bản màu xám xi măng này thì hiện tại giá đã giảm rồi nha. Bên cửa hàng em đang hỗ trợ giá cực kỳ tốt. Em này đang giảm giá với mức giá chỉ còn từ 130 triệu thôi. Còn bản màu đen nhám này thì bên cửa hàng em cũng đang hỗ trợ giá chỉ từ 129 triệu thôi nha. Giá em báo cho anh chị là giá đã bao gồm thuế VAT đăng kiểm thôi nha. Mình là hộ khẩu ở đâu, giấy tờ làm ở đâu thì cứ liên hệ trực tiếp để em báo giá lăn bánh cho anh chị luôn nha. Ngoài những màu zin ra thì bên cửa hàng em có hỗ trợ sơn màu 3D nha. Đây là màu hồng bên cửa hàng em sơn lại. Mình muốn sơn những màu khác thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của em là 0967667095. Em sẽ hỗ trợ mình đổi màu theo yêu cầu cũng như là theo sở thích của khách hàng luôn nha. Đặc biệt là mình ở xa qua mua xe thì cứ gửi hình chứng minh nhân dân qua để em nhờ ngân hàng kiểm tra giấy tờ kỹ hơn cho anh chị nha. Mình qua phiên bản SH Mod ạ. SH Mod thì hiện tại bên cửa hàng em không có nhập được xe nữa, hiện tại thì có sẵn phiên bản ABS nha. Phiên bản ABS này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ giá là 88 nha. Đã bao gồm thuế VAT nữa. Cửa hàng em hiện tại vẫn còn xe của phiên bản đời 2020 nha. Dòng này thì bỏ mẫu không còn trên thị trường nữa, nhưng mà hiện tại thì bên cửa hàng em những dòng xe nào hiếm thì bên cửa hàng em vẫn còn xe. Hiện tại thì màu này bên cửa hàng em cũng đang hỗ trợ giá cực kỳ tốt nha. Giá chỉ từ 72 triệu thôi. Mình có mua góp dòng này thì anh chị cũng đưa trước cho em từ 15 đến 20 triệu là em hỗ trợ mình lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay rồi ạ. Em sang qua dòng xe AB đi ạ. AB thì hiện tại bên cửa hàng em cũng có đầy đủ tất cả các màu nha. Đối với phiên bản 125 thì bên cửa hàng em cũng đang hỗ trợ giá ổn định là từ 44 triệu. Anh chị mua góp thì cũng đưa trước cho em từ 3 đến 5 triệu là em có thể hỗ trợ mua góp nhận xe ngay rồi. Mức trả trước cực kỳ thấp luôn ạ. Còn đây là phiên bản giới hạn nha. Phiên bản giới hạn thì bên tại bên hàng cửa hàng em có đầy đủ phiên bản của 125 và 150 nha. Mình cần mua phiên bản nào thì cứ liên hệ để em hỗ trợ cho mình nha. Còn bên này là bên cửa hàng. Đây là phiên bản tiêu chuẩn của AB 150 nha. Hiện tại thì đối với phân khúc 150 thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ giá là từ 56 nha. Mình mua góp tầm này thì anh chị lưu trước cho em từ 8 đến 10 triệu để hỗ trợ mình lên hồ sơ mua góp nhận xe. Hiện tại bên cửa hàng em có đầy đủ 4 phiên bản của Vision mọi người nha. Đây là phiên bản cao cấp nhất, phiên bản cá tính. Đối với phiên bản cá tính thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ giá là từ 49 triệu mọi người nha. Còn phiên bản tiêu chuẩn này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ giá chỉ từ 43 triệu thôi. Bên cửa hàng em có hỗ trợ độ màu cũng như là độ mũ màu thôi. Thì mình cộng thêm giúp em từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu nữa nha. Đây cũng là phiên bản bên cửa hàng em sơn lại màu mọi người nha. Màu đỏ đô của phiên bản tiêu chuẩn đã bỏ mẫu rồi, nhưng mà hiện tại cũng có rất là nhiều khách hàng muốn đi xe màu đỏ này. Thì bên cửa hàng em đã hỗ trợ sơn lại màu rồi. Màu sơn lại thì chất lượng sơn cũng y chang như là màu sơn zin của nhà máy, nên là mình yên tâm chạy nha. Bên cửa hàng em đang hỗ trợ cho mình là bảo hành trong vòng 2 năm về màu sơn này. Bong chắc gì thì cửa hàng em sơn lại nha. Nhưng mà hiện tại thì cửa hàng em vẫn chưa gặp trường hợp khách hàng bị bong sơn bao giờ ấy, nên là mình yên tâm mua xe về sử dụng nha. Đây, chủ yếu là bên cửa hàng em đây là sơn lại màu nha, tại vì những dòng xe này chủ yếu là nữ chạy, mà những chị nữ là thích những cái màu nổi bật, nên cửa hàng em có sơn sẵn để cho mình qua mua xe lựa xe rồi không phải chờ nha. Còn phiên bản đặc biệt thì bên cửa hàng em hiện tại vẫn đang còn xe mọi người nha. Phiên bản đặc biệt này thì hiện tại cửa hàng em đang hỗ trợ giá là từ 47 triệu nha. Mình mua góp thì đưa trước cho em từ 7 đến 8 triệu là em hỗ trợ anh chị lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay rồi. Mình mua góp thì anh chị lưu ý giúp em thủ tục nha, chứng minh nhân dân cộng với bằng lái xe hoặc chứng minh nhân dân cộng với hộ khẩu. Mình có căn cước công dân gắn chip thì không cần giấy tờ kèm theo nữa. Nhưng mà đặc biệt khách hàng chỉ có mình chứng minh nhân dân thì bên cửa hàng em vẫn hỗ trợ mình mua góp nhận xe bình thường ạ. Thủ tục trong vòng 15-20 phút là mình nhận xe rồi. Hiện tại thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ 5 ngân hàng nha. Mình có điều kiện mua góp nhưng mà mình trả trước từ trên 40% là em vẫn hỗ trợ mình nhận cả vé gốc bình thường nha. Và đặc biệt là lãi suất cực kỳ ưu đãi, nên là cứ liên hệ để em hỗ trợ cho mình nha.